Robert Lewandowski đã có khoảng thời gian thi đấu đầy bùng nổ nhưng vẫn không thể giành chiến thắng trong cuộc đua của bóng vàng 2021. Quả thật, số phận đã quá nghiệt ngã với một tài năng xuất chúng như anh. Trong buổi tối mùa đông lạnh lẽo tại nhà hát Châtelet, Lewandowski có lẽ là người buồn nhất giữa những tiếng pháo tay và ánh đèn sân khấu chói lòa. Tiền đạo người Ba Lan chỉ có thể mỉm cười chua xót khi chứng kiến Lionel Messi bước lên khán phòng và nâng cao danh hiệu của bóng vàng. Trước thời điểm đó, Lewandowski ngồi ngay cạnh Messi và dường như cũng đã cảm thấy thất bại của chính mình, trong khi tiền đạo người Ba Lan mặc một bộ vest màu xanh đậm trông kém nổi bật hơn hẳn so với người đồng nghiệp trong bộ trang phục lấp lánh. Rõ ràng là Messi đã biết trước mình sẽ giành được quả bóng vàng 2021 và Lewandowski cũng vậy. Trong khi La Pulga tràn đầy tự tin và vui vẻ trò chuyện cùng những người xung quanh thì Levy lặng lẽ ngồi trên ghế và không mấy khi nói chuyện. Một người khác ngồi cạnh Messi là cậu bạn thân Luis Suarez cũng tươi cười rạng rỡ. Anh thậm chí còn ôm chầm lấy và chúc mừng Messi ngay khi mới gặp mặt. Trước đó, cựu hậu vệ Patrick Evra cũng đã lên tiếng chúc mừng Messi trên mạng xã hội cá nhân của mình. Trong khi đó, đại kình địch Cristiano Ronaldo đã không tham gia lễ trao giải vì dường như cũng biết rằng Messi sẽ là người chiến thắng. Trong nhiều lần trước đây khi biết trước kết quả tương tự, CR7 cũng đều vắng mặt. Tất cả đều cho thấy kết quả của cuộc bầu chọn quả bóng vàng 2021 đã được thông báo từ trước và Messi là người chiến thắng cuối cùng. Và sau khi MC của lễ trao giải là cựu tiền đạo Didier Drogba công bố tên người chiến thắng, tất cả đều vỗ tay tán thưởng nhưng không có lấy một sự bất ngờ nào. Messi vui vẻ bước lên bục nhận giải, ôm lấy quả bóng vàng 2021, danh hiệu mà anh đã quá quen thuộc với lần thứ 7 được vinh danh. Sau đó là những màn tôn vinh. Đó là một đoạn video ghi lại những hình ảnh ấn tượng nhất của Messi trong năm 2021, lời chúc mừng của những người bạn thân như Suarez và Sergio Aguero, cũng như màn phỏng vấn đáng yêu với ba nhóc tỷ nhà Leo. Tiếp đến, Drogba giới thiệu một món quà cho Messi khi mời anh nhấn vào một chiếc nút màu đỏ. Sau đó màn hình hiện ra, hình ảnh Messi cùng quả bóng vàng được thả xuống bên ngoài nhà hát Châtelet. Phía xa có thể nhìn rõ tháp Eiffel lung linh đầy màu sắc trong đêm. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn để tôn vinh Messi và mọi người đã quên mất đi một người đang buồn bã nơi hàng ghế khán giả. Không ai biết Lewandowski đang nghĩ gì, nhưng anh không thể không buồn vì lỡ mất cơ hội đời người. Trong lúc nhận giải, chính Messi cũng dành những lời tri ân cho Lewandowski. Thật vinh dự khi được so tài với Lewandowski. Ở mùa trước, ai cũng đồng ý rằng anh xứng đáng giành quả bóng vàng. Lewandowski đã có một năm 2021 đầy xuất sắc khi ghi tới 64 bàn thắng cho câu lạc bộ Bayern Munich và đội tuyển quốc gia Ba Lan. Tuy hùng xám không thể bảo vệ danh hiệu vô địch Champions League, đại bàng trắng cũng sớm bị loại tại vòng bảng Euro 2020, nhưng Levy vẫn xứng đáng nhận được những lời tán thưởng. Anh chính là trụ cột giúp Bayern giành chức vô địch Bundesliga mùa 2020-2021, trong khi bản thân phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa với 41 bàn sau 29 trận. Tổng cộng Lewandowski có 48 bàn sau 40 trận mùa trước. Anh cũng lần đầu tiên trong sự nghiệp giành giải chiếc giày vàng châu Âu. Lewandowski ghi trung bình 1,5 bàn thắng mỗi 90 phút trong suốt mùa giải mà Bayern Munich lên ngôi vô địch Bundesliga lần thứ 9 liên tiếp. Anh chỉ không ghi bàn ở 4 trong số 29 trận ra quân và ghi nhiều hơn 2 bàn trong 10 trận. Tới mùa này, tiền đạo 33 tuổi vẫn duy trì hiệu suất làm bàn ấn tượng với 25 bàn sau 20 trận trên mọi đấu trường. Ngoài ra, anh cũng ghi 3 bàn tại vòng bảng Euro 2020, dù không thể giúp đội tuyển Ba Lan giành suất đi tiếp. Rõ ràng, Lewandowski đang cho thấy mình là một trong những tiền đạo xuất sắc và ổn định nhất của bóng đá thế giới trong những năm gần đây, bất chấp sự nổi lên của những chân sút hàng đầu như Karim Benzema, Erling Haaland hay Kylian Mbappe. Nhưng Levy vẫn là người được vinh danh với giải thưởng tiền đạo hay nhất năm của Frank Football. Dù cho đây chỉ là một giải thưởng mang tính an ủi nhiều hơn là vinh danh, nhưng vẫn là một sự ghi nhận rất lớn cho những nỗ lực của Lewandowski trong năm 2021 vừa qua. Dù Lewandowski chưa bao giờ thôi nỗ lực, nhưng dường như số phận vẫn luôn trêu đùa anh. Trong năm 2020, tiền đạo của Bayern Munich đã bùng nổ cực kỳ mạnh mẽ với phong độ cao nhất từ trước đến nay. Anh giúp hùng xám giành cú ăn ba ấn tượng với chức vô địch Champions League, Bundesliga và Cúp quốc gia Đức. Dù để danh hiệu chiếc giày vàng rơi vào tay của Ciro Immobile, Lewandowski vẫn là chân sút số 1 ở 3 giải đấu anh vô địch. Anh ghi 55 bàn sau 47 trận mùa trước, trong đó có 15 bàn tại Champions League. Tất cả mọi người đều cho rằng Lewandowski sẽ là người chiến thắng ở giải thưởng của bóng vàng 2020 bởi cả Messi lẫn Ronaldo đều có một năm thi đấu không mấy ấn tượng. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 tràn qua đã cướp đi cơ hội có 1-0-2 của Lewandowski. Lễ trao giải của bóng vàng 2020 bị hủy bỏ.
Levy không thể trở thành người thứ hai sau Luka Modric và năm 2018 phá vỡ thế thống trị của cặp đôi Messi-Ronaldo tại giải thưởng của bóng vàng. Dù sao thì Lewandowski cũng đang được an ủi phần nào khi nhận được giải FIFA The Best 2020. Từ nhiều năm trước, tôi đã khao khát một danh hiệu cá nhân tầm cỡ như thế này, nhưng phải đến giờ điều ấy mới thành hiện thực, Lewandowski nói khi nhận giải. Thật khó tin khi bạn ở chung một cuộc bình chọn với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo rồi chiến thắng giải thưởng này. Vì thế, nó có ý nghĩa to lớn với tôi. Nếu như không có đại dịch Covid-19, Lewandowski đã giành cú đúp giải thưởng cá nhân cao quý và ghi danh vào ngôi đền huyền thoại của những ngôi sao hiếm hoi làm được điều này. Nhưng thật tiếc là định mệnh đã trêu người anh. Thực tế là năm 2021 của Lewandowski cũng vô cùng ấn tượng so với Messi. Nếu như La Puga có chức vô địch Copa America 2021 và cúp nhà vua thì Levy cũng có chức vô địch Bundesliga và siêu cúp Đức. Messi ghi 41 bàn và có 17 kiến tạo sau 56 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia thì thành tích của Lewandowski còn ấn tượng hơn với 64 bàn và 9 kiến tạo sau 54 trận. Rõ ràng về thành tích ghi bàn, Levy ấn tượng hơn hẳn so với La Puga. Nếu tính từ đầu mùa giải 2021-2022, anh cũng đang thể hiện phong độ lấn át với 25 bàn sau 20 trận trên mọi đấu trường. Nên nhớ con số này của Messi chỉ là 4 bàn sau 11 trận. Tuy nhiên ở một giải thưởng mang tính cảm tính như quả bóng vàng, những thông số nêu trên cũng khó có thể là yếu tố quyết định đến kết quả cuối cùng. Lewandowski quả thực rất xuất sắc nhưng anh đã sinh ra nhầm thời. Trong giai đoạn xuất hiện hai siêu nhân Messi và Ronaldo, tất cả những ngôi sao bóng đá khác đều phải chịu thiệt thòi. Messi và Ronaldo đã quá xuất chúng đến mức họ mặc nhiên nhận được sự vinh danh trong tâm tưởng của những người bầu chọn. Và dù cặp đôi này không phải năm nào cũng duy trì phong độ cao nhất, nhưng trong bất kỳ cuộc bầu chọn nào, hai người vẫn được nhắc đến đầu tiên. Lewandowski đã nếm trải cảm giác cay đắng mà nhiều siêu sao trước đây đã từng trải qua. Đó là Wesley Sneijder vào năm 2010, Frank Ribery năm 2013 hay Virgil van Dijk năm 2019. Những người này đều có một năm thi đấu chói sáng với chức vô địch Champions League, nhưng lại không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Messi và Ronaldo. Bóng đá Ba Lan không phải là một nền bóng đá lớn và cũng không thường sản sinh ra những siêu sao đạt tới đẳng cấp hàng đầu thế giới. Lewandowski có thể tính là một trường hợp siêu hiếm của nền bóng đá này. Tuy nhiên có lẽ việc chỉ khoác áo đội tuyển Ba Lan cũng khiến cho Levy mất đi cơ hội giành những danh hiệu tập thể hay các giải thưởng cá nhân cao quý. Đó là một sự nghiệt ngã mà số phận dành cho khá nhiều ngôi sao tại các đội bóng không quá tên tuổi. Dù sao thì chúng ta cũng phải dành những lời tán thưởng cho Lewandowski, một tiền đạo thuộc hàng xuất sắc bậc nhất lịch sử, một ngôi sao đầy nỗ lực, luôn khiêm tốn và là hình mẫu đáng học hỏi của các cầu thủ trẻ. Anh đã mất đi cơ hội gần như là sáng nhất để giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất đời cầu thủ và có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ hai. Số phận đã trêu người tiền đạo người Ba Lan, nhưng anh vẫn giành được chiến thắng trong lòng người hâm mộ.